Hôm nay chúng ta học cái bài kinh Trường Bộ số 23, đó là kinh Tệ Túc nha. Tệ Túc. Cái kinh này được thuyết giảng bởi ngài Đồng Tử Ca Diếp nha. Lúc đó Đức Thế Tôn đã niết bàn nha. Chúng ta có một số chuyện phải biết thêm về nhân dân và địa danh ở trong đây. Đấy. Thời Đức Phật có 5 vị Ca Diếp nha. Tức là U Rú Vê La Kassapa, rồi Gaya Kassapa, rồi Sisa Kassapa, rồi Maha Kassapa, và cái vị cuối cùng là Kumara Kassapa. Nhớ nha, ba cái vị đầu tiên là ba anh em đi xuất gia theo cái đạo thờ lửa. Lúc mà Đức Phật mới vừa thành đạo xong thì ba anh em đã đi theo ngài nghe và xuất gia. Họ có trong tay họ là 1.000 đệ tử, cho nên trong cái kỳ đại hội tánh tăng đầu tiên, trong cái rằm tháng giêng đầu tiên tại cái ngôi chùa Phật giáo đầu tiên, đó là chùa Trúc Lâm ở ở Vương Xá, do vô tầng Bà Sa La cúng dường ấy, thì trong cái lần đó chúng ta thấy Thế Tôn có đến 1.250 tỷ kheo mà đều đặt lục thông hết đó, nha. Thì là do cái túc số mà nó lớn như vậy là nhờ cái nhóm này nè, cái nhóm mà ba anh em Uruvê là Kaspa Gaya Kaspa và Masi Sát Kaspa, còn ngày Maha Kaspa là đệ nhất đầu đà nha. Đệ nhất đầu đà là ngày xuất thân cũng là gia thế. Rồi thì là ngài đẹp như là cái tượng vàng, bởi vì ngài tự trong phẩm thiên sanh xuống, cho nên là ngài không có thích đàn bà nha. Nhưng mà không thích đàn bà ở đây có nghĩa là ngài ly dục, chứ không thích đàn bà là ngài là gay như là người của mình. Người thời nay nó mà đàn ông mà không thích đàn bà đó là 90% nó là gay nha. Còn người phẩm thiên họ sanh xuống họ không thích đàn bà là bởi vì trong một thời gian dài, thiệt là dài, họ không có biết về vấn đề giới tính nha. Thì ngài mới là sanh ra là một công tử mà ngài không thích phụ nữ, như tôi nhớ tôi có kể vậy này rồi. Thì gia đình mới ép ngài lập gia đình, thì ngài mới là làm một, cho làm một cái tượng vàng, nói rằng có người nào mà đẹp như vậy thì ngài mới lấy. Mà không ngờ là có, gia đình ngài tìm được một cái người giống như vậy, cho nên ngài phải lấy. Lấy ra được có mấy bữa thì ngài cả hai đều chán đời bị tu đều, rồi sau đó chuyện dài lắm được đặt ở là hán hết nha. Còn cái vị cuối cùng đó là ngài Kumara Kassapa. Cái vị này có một cái duyên đặc biệt thế này, là vào đời và cuối thời giáo pháp của Phật Ca Diếp. Đúng rồi, mình còn nghe không? Alo. Cuối thời giáo pháp Phật Ca Diếp, tức là Phật trước Phật mình đó, có 5 tỷ kheo thấy giáo pháp suy đồi, pháp học pháp hành không còn ai tha thiết. Đó, cho nên là 5 vị mới dắt nhau lên một cái mỏm núi. Mà cái mỏm núi này á, là muốn lên được nó là phải bật cái thang rất là gieo leo nguy hiểm, mà lên được rồi nó chỉ cần mà xô cái thang một cái là không có đường trở vào. Không biết trong rung có nghe hiểu không? Cái mỏm núi mà nó gieo leo như vậy thôi, có nghĩa là muốn lên là phải có cái thang mà bật từ ở trong á, bật ra. Nhưng mà đã ra ngoài rồi đó mà cái thang đó mà nó có nó bị rớt ra khỏi cái mỏm đá là chuyện nước là suốt đời đó luôn đó. Trừ khi có người nào họ cứu mình, thì coi như là 5 vị này là mới là dắt nhau ra đó, cũng bắt cái thang leo lên đó xong rồi đạp cái thang đi, đạp cái thang. Mà khi đạp cái thang như vậy thì mấy vị đó là nguyện là sống chết là ở đây chứ không có trở lại nữa. Thì cái ngày thứ ba đó, ở đó được mới ở được cái 3 ngày, thì cái đến ngày thứ ba đó một vị đắc a la hán có thần thông, vị này mới bay đi khất thực đem đồ ăn về cho anh em. Thì mấy vị kia nói nếu mà đã có cái lòng ra ngoài này, có nghĩa là đã đi tìm cái chết rồi, tu mà tu chết bỏ đó. Mà bây giờ ngài cứ đi bác ngài nuôi tụi này biết nào mà thứ nhất là đi đã ra đây là để tìm cái chết, mà bây giờ ngài nuôi như vậy thì còn cái gì nữa nha. Cho nên là họ từ chối họ ăn.
đó là ngày thứ ba. Đến ngày thứ tư thêm một vị nữa đặt Ana Hàm mà cũng có thần thông đi bác đem về, mà ba ông kia cũng không thèm ăn. Rồi cứ như vậy đó, cái vị đầu tiên mà thấy anh em có lòng quyết chết như vậy đó thì cho nên vị đó từ giả rồi bay đi về cái trú xứ của mình. Rồi cái vị thứ hai cũng vậy, sau khi mình đặt Ana Hàm có thần thông đi bác về cho anh em sống, mà anh em cũng không chịu, vị này mới thấy anh em cũng có lòng chết vậy thôi, vị này mới bay đi về trú xứ của mình. Thì còn là ba người, thì ba người nó vừa nóng vừa khát vừa đói vừa không nổi chết, tất cả đều sanh thiên. Thì trong ba người đó, đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, đến đời Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó thì một vị là vua Phúc Cú Sa, vua Phúc Cú Sa là cái người mà bỏ ngôi vua rồi đi tìm Phật, mà trên đường đi thì tự đắp y, rồi mới tình cờ gặp Đức Phật ở trong một cái nhà cỏ, một cái nhà kho mà chứa cỏ khô á, chứa cỏ với rơm á, thì ông gặp ông biết đó là Phật, thấy ngài đẹp vậy thôi, thì thôi ông ở ngủ chung một cái nhà kho đó suốt đêm tới gần sáng, thì ngày mới thuyết pháp ông nghe, thì ông đắc tu đồ, đắc A Na Hàm nha, rồi sau đó đi ra ngoài ông bị một cái con dạ xoa nó giết ông chết nha, nói gọn vậy đi nha. Như vậy thì trong năm vị mà gọi là quyết tử tu hành ngày xưa đó thì có hai vị, một vị đại A La Hán A Na Hàm thì bỏ được cái nhát đó họ, nhưng mà bây giờ nó là còn lại ba vị, thì một vị là ngài là vua Bút Cú Sa, một vị đó là ngài Pa Hí Giá. Biết trong rung còn nhớ Pa Hí Giá hay không? Pa Hí Giá tức là một cái vị mà lái buôn đường biển rồi bị chìm tàu, tấp vô cái hoang đảo không còn áo quần gì hết, mới lấy cái vỏ cây để mà làm áo mặc, thì người ta thấy gì người ta mới kêu là Đao Chi Ri Dắt, có nghĩa là người mặc áo vỏ cây nha. Thì ổng người ta cứ đồn nhau mà chắc cũng thánh nhân đây nè, phải ăn mặc lạ quá. Hồi đầu thì ổng không có nghĩ như vậy, nhưng mà hôm thấy người ta bái lại quỳ cung kính ổng, nuôi dưỡng ổng thức ăn tận miệng, hầu hạ sớm chiều, thì bắt đầu từ từ ổng sanh nghĩ tầm bậy. Ổng sanh nghĩ tầm bậy, ổng nghĩ ổng là thánh thiệt, cái nó mới ghê chứ nha. Tức là có nhiều người không có ra gì hết, nhưng mà người ta cứ đè ra người ta khen riết, cái nó cũng sanh ra một cái thứ ảo giác. Mà chẳng hạn như cái ngành tâm lý hiện tại nó kêu là cái chứng megalomania. Biết trong mình có biết cái chữ đó không? Biết quý vị có biết cái chữ đó không ta? Megalomania. Tiếng Hán nó kêu là chứng vĩ cồn á. Có nghĩa là nhiều khi mình không làm cái gì hết, nhưng mà mình nghe người ta khen riết, cái tự nhiên cái mình cũng có một lúc rồi đó, mình nghĩ mình vĩ đại thiệt nha. Gọi là megalomania, mega trong cái tiếng Hy Lạp nghĩa là lớn đó, lớn. Thì ông này cũng vậy, người ta cứ đè ông ra, người ta cúng dường, người ngợi khen ông riết, một ngày kia ông tưởng ông thánh thiệt. Thì có một cái vị trời là bạn cũ thấy thương ông, biết ông là sẽ bị sa đọa, cho nên mới là tới nhắc ông nó không phải thánh đâu, nếu mà muốn thánh thứ thiệt á là ông phải gặp Đức Phật á. Thì ông mới bài ông tới gặp Đức Phật, thì Đức Phật đang đi bát nửa đường đó, thì ông tới ông xin nghe pháp. Đức Phật từ chối, ngài từ chối để cho ngài đợi cái tâm ông nó chín mùi rồi ngài mới nói. Ngài nói là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Tôi còn nhớ cái vụ đó không? Thì khi mà ngài nói như vậy đó, thì ông vô trong gốc cây ngồi lát là ông đắc A-la-hán. Đắc A-la-hán rồi ông cũng bị giả xoa nó giết. Mà tại sao có vụ giả xoa? Là bởi vì ngày xưa đó là có một nhóm năm công tử đi ngày lễ hội mới mướn một cái cô ca kỹ ấy, vừa là hát múa mà vừa làm gái gọi ấy. Mướn một cô ca kỹ ấy, đi giúp vui cho họ trong một cái khu vườn đẹp lắm, trong một cái park đẹp lắm. Nhưng mà có một điều là cái cô này cũng vừa đẹp mà cũng vừa giàu, mà vừa ham ăn diện, cho nên bữa nó cũng hơi quá tay một chút, bao nhiêu đồ quý đồng vàng cũng dọng hết vô người của cổ nha. Thì mấy cậu công tử này á, giàu thì có giàu, nhưng mà nhìn thấy là những cái viên kim cương mà viên nào viên nấy là 8 carat, 5 carat, họ chịu không nổi. Họ mới hè nha, họ giết cậu chết đi nha, giết chết. Giết cậu chết thì trước khi cậu chết thì cậu hận lắm, cậu mới có một cái lời nguyện. Nếu quả thật mà kiếm kiếm cái đám quỷ này nó ở đâu á, là ta sẽ đi theo, ta là đuổi tận giết tiền để trả là cái mối thù hôm nay.
người ta là tay yếu chân mềm, mình thuê mình mướn người ta giúp vui, mà đành giờ cuối chỉ vì một mớ nữ trang trên người mà giết người ta, mà ngâm cái thằng nam tử hán đại tự phu, ngâm cái thằng đàn ông mà hèn đến mức như vậy. Được rồi, kiếp nào mà tao sanh ra và gặp cái đám tụi bay là tao xử, là xử tới nơi tới chốn nha. Chính cái lời nguyền đó mà cộng với cái nghiệp giết người đó, cho nên năm cái cậu thiên niên này sanh ra đời đó, nếu mà không bị cái cô kia mà cô báo oán này thì cũng bị người khác giết suốt nhiều nhiều kiếp như vậy. Rồi đến cái kiếp cuối cùng mà khi gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hả, thì mấy cái cậu công tử mà trời ơi, ngày xưa đó một người bây giờ sanh lại làm Bà Hy Giác, có nghĩa là cái ông mà ông gặp ngày dọc đường, ngày dạy cho ngủ kệ đó, ông đắc A La Hán, xong bước ra bị con bò nó hút chết, chết. Mà con bò đó là do giả soa, do giả soa nó khiến nha. Cái người thứ hai là Bút Cú Sa, là cái ông mà gặp ngài trong nhà cỏ đó, thì cũng ông đắc tu rồi, đắc A La Hán, xong bước ra cũng bị con bò nó hút, một con bò khác, nhưng mà cũng do chính giả soa nó dùng thần thông nó khiến nha. Đại khái như vậy. Thì như vậy thì bạn tu ngày xưa là năm người nha, nhớ cái chuyện lộn, cái người Việt mình hay bị cái bệnh là lộn. Năm cậu công tử là khác, là một câu chuyện khác. Năm tỷ kheo mà lên cái mỏm đá treo leo mà hành đạo là một câu chuyện khác, nhớ nha. Thì trong đó tuy là hai câu chuyện khác nhưng mà nó có những nhân vật trùng lập, mà ví dụ như là hai nhân vật Bà Hy Giá và Phúc Cú Sa đó thì có mặt ở trong cái đám công tử trời ơi ngày xưa, nhưng lại cũng có mặt trong cái nhóm năm vị tỷ kheo khả kính nha. Còn mấy người kia cũng chắc không có chắc không có mặt đó. Thì bây giờ như vậy thì ba người còn lại là ai? Một ba người mà trong nhóm tỷ kheo khả kính tu hành bạc mạng quyết tử đó là ai? Một là ngài Phúc Cú Sa, hai là ngài Bà Hy Giá, và người thứ ba là ngài Cú Ma Kaspa, là cái nhân vật mà mình đang học ở trong đây nè. Cái vị này nè, sau khi mà chịu không nổi rồi đã chết, sanh về trời đó, luân hồi thêm cũng mấy kiếp nữa, thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có một người con gái đi lấy chồng, và một ngày kia đi nghe pháp rồi phát cái tính tâm đi xuất gia, không có muốn ở ngoài đời nữa. Mà có một điều mà nàng không ngờ là trong những cái ngày cuối cùng mà trước khi mà từ biệt chồng để đi tu thì nàng có gần gũi chồng rồi, nàng có mang mà nàng không biết. Thì trong đó mới nghe kịp không? Trong những ngày cuối cùng đó, nàng có gần gũi chồng, trong những phút biệt ly đó thì có gần gũi nhau mà nàng lại không hề biết là mình có mang. Cho nên khi nàng đi xuất gia một thời gian, có mấy tháng là cái bụng của nàng nó lớn từ từ, và cuối cùng đó thì nàng sinh con. Thì các vị tưởng tượng một tỷ kheo ni mà chỉ cần sờ chạm một người đàn ông mà với cái tâm ưa thích đó là đã bị lột y rồi nha. Bên tăng á thì cái đó nó nhẹ hơn chút. Bên tăng một tỷ kheo tăng mà xúc chạm da thịt với phụ nữ, xúc chạm thôi nha, chứ không có làm ăn gì hết nha, mới có xúc chạm thôi, sờ chạm mà thích thì chỉ bị phạt thôi, phạt nặng vậy thôi, phải nhờ đến 21 tỷ kheo để mà phục hồi cái giới phẩm cho mình. Nhưng mà cũng có nghĩa là cứu được. Nhưng mà bên ni lại khác. Bên ni mà một cái bà thị hưu ni mà chứ bà chỉ cần mà chạm vào da thịt của người đàn ông khác mà bằng cái sự thích thú đó, là bà bị lột y liền, vĩnh viễn suốt đời không có làm ni nữa nha. Khổ vậy đó. Phải nhớ hai cái đó. Cho nên khi mà cái bà thị hưu ni thì bà tu có mấy tháng mà bà có mang thì có gì tưởng tượng cái phản ứng của hội chúng, của đám đông, của ni chúng nó khủng khiếp cỡ nào. Nhưng mà cái vấn đề nó như thế này, nó xui cho bả là lúc đó tỳ kheo ni được tự động được phân thành hai nhóm. Cái ác cái nó xui là xui rồi. Lúc đó Đức Phật còn tại tiền, còn tại thế, mà tỳ kheo ni vào cái thời điểm nó được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đi theo Đức Phật, nhóm thứ hai là đi theo Đề Bà Đạt Đa, động trời chứ. Không phải họ mê gì Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà tại vì Đề Bà Đạt Đa đó chiêu dụ, có nghĩa là bây giờ Đức Phật ngài đang ở Dallas, còn tôi nè, tôi là Đề Bà Đạt Đa, ngài tôi ở bên Cali á, thì tôi gặp ai mà muốn tu á thì tôi đồng ý tôi cho làm đệ tử tôi hết đó. Vì những người đó họ chưa thấy Đức Phật cho nên họ chấp nhận tôi, đại khái như vậy, chỉ vậy thôi nha. Thì như vậy ni chúng lúc bây giờ chia thành hai nhóm, nhóm lớn là đệ tử Đức Phật, còn nhóm nhỏ là đi theo Đề Bà Đạt Đa.
Mà theo Đề Bạt Đa có nghĩa là mọi sự ông giải quyết hết, ông nói trắng là trắng, ông nói đen là đen nha. Thì khi mà cái cô này cũng có mang thì ông Đề Bạt Đa ông mình phải xài cái chữ là ông ê mặt, ông ê mặt. Gia tài mình có mớ điện tử mà bây giờ nó lôi ra cái vụ mà bầu bì này kỳ quá đi, cho nên ông mới quyết định là ông trục xuất, không có lục lột y, không có cho nàng ở trong cái hội chúng nữa. Thì nàng đau lắm, tại vì nàng biết là mình đâu, mình từ ngày mình tu tới giờ mình đâu có làm gì vậy đâu. Thì lúc đó lúc mà nàng còn cái thai mà lớn mà nàng bị đuổi vậy, thì mới nàng mới tìm đến những cái bạn tu khác, rồi mới khuyên nàng nên 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 trở về gặp Đức Phật nha. Này tại vì nàng nói thiệt cái miếng từ kia, nàng nói là tôi đâu có làm gì đâu, tự nhiên bây giờ cái bụng tôi nó bự gì mà bây giờ nói tôi phạm giới tôi đâu có chịu. Thì họ mấy người kia nói thôi bây giờ tốt nhất là vui về vui gặp, gặp Thế Tôn nữa, chứ bây giờ tôi thấy tình hình nó mới xong đâu. Thì bà về mới mới tìm gặp Đức Phật nha, mới tìm gặp Đức Phật. Thì Đức Phật ngày mới giao cho ngài Upali là đệ nhất luật sư, ngài nói ví dụ Upali giải quyết vụ này đi. Thì ngài Upali ngày mới mời những người cư sĩ nữ mà có tiếng tâm là một, chứ còn mà tiếng tâm mà ù lì cũng biết hay có nhiều bà gờ cũng làm ăn được gì nha, ngày mời những cái bà như bà Quý Sa Kha, những người cư sĩ mà nữ nha mà có tiếng tâm mà cũng là những người biết chuyện, ngày mới nhờ họ giống như là giải quyết cái vụ này giúp ngài. Thì họ mới đợi họ làm việc với cô này, họ điều tra, họ hỏi là xuất gia bao lâu và lần cuối cùng tiếp xúc với đàn ông là lúc nào. Thì bà mới khai thiệt, thì bà mới sẽ khai, mới nói ồ thì ra bà mới lên bất trình với Đức Phật, bất trình với ngày Upali. Từ ngày Upali mới trình lên Đức Phật, thì Đức Phật nói đúng rồi, nếu như vậy thì cái tỷ kheo ni này không có phạm tội đó, tại vì người ta bị có mang trước khi mà đắp y mà nha. Cho nên vua nghe như vậy, vua nói thôi được rồi, nếu mình bị tỳ kheo ni này mà tiếp tục muốn tu nữa đó, thì thôi đứa bé đó vua đem về vua nuôi nha. Và vua đem về vua nuôi và đặt tên đứa bé là gì ta, là Kaspa, là một trong những cái tên phổ biến thời đại, giống như mình bây giờ tên Tuấn, tên Hùng, tên Kiệt, tên Dũng vậy đó. Thì có nhiều cái truyền thuyết cho rằng cái chữ Kaspa này nè, nó cùng một gốc với chữ cát sắp bát, đúng ra nó mắc mớ gì ở đây ấy, nhưng mà tại vì lỡ rồi cho quý vị học luôn, là tại vì đây là một cái tên rất là nổi tiếng nha. Cái chữ cát sắp bát nó từ nó đồng nó từ thuộc một gốc với chữ cát sắp bát. Cát sắp bát là con rùa, thì các vị biết là có khi mà cái người Mỹ mà họ đi qua bên người châu Âu mà qua Mỹ buổi đầu á, mỗi người một nghề. Chính vì vậy đó, cái, những cái nghề đó nó trở thành là cái tên, một phần tên gắn liền với cái tên cha mẹ người đặt. Các vị có biết gì đâu, ví dụ như cái tên là Smith, là biết là cái ông cái gốc là thợ, thợ gì đó, ông thợ rèn hay là thợ bạc, Goldsmith hay là Iron Smith gì đó, ví dụ như vậy. Hoặc là Tyler là thợ mai, ví dụ như vậy, hoặc Carpenter là thợ mộc. Thì buổi đầu những người đó họ từ Anh họ qua, họ mang cái nghề của họ, rồi khi mà sanh con thì mới lấy cái đó làm cái gốc từ cái tên con cũng được đó, cũng ở đây cũng vậy. Cái người Ấn Độ ngày xưa nó có những cái bộ tộc nguyên thủy, nó có những bộ tộc mà nó thờ rùa, có những bộ tộc nó thờ rắn, có những bộ tộc nó thờ lửa vân vân, thì người ta lấy những cái đặc điểm sinh hoạt đó của bộ tộc để mà người ta lấy làm cái tên của cái dòng dõi đó. Thì trong rung mình có nghe hiểu không ta? Thì cái tên Kaspa là nó xuất phát từ một cái bộ tộc họ thờ rùa, hoặc là sống gần ở một chỗ mà nhiều rùa nha. Nhưng mà dân Việt Nam mình bây giờ nếu mà qua Ấn Độ thì mình cũng có thể đặt dân miền này mình có cái họ là Kaspa, bởi vì mình nó dân mình vẫn rút đầu nhiều lắm, có đầu rút cổ. Rồi thì cái đứa bé được vua nuôi một thời gian á, thì vua mới là đem mới hỏi lớn lên, mới hỏi nó con muốn đi tu không. Thì đứa bé nó muốn, mà tại sao có chuyện đó, sự thật mà nó không thể nào mình chối bỏ được. Vua nuôi là vua thương vậy thôi, thì thật ra vua có bao giờ thấy mặt ngài đâu, ngài do người khác nuôi mà, cho nên không có tình. Mà thứ hai nó vẫn coi ngài là cô nhi à, cho nên nói nuôi là nuôi, tại vì vua là Phật tử, vua nuôi với lớn lên thì vua cũng muốn tìm cái chỗ nào để mà giải quyết cho nó êm xuôi cho rồi nha. Nhiều lắm trong kinh nói được, hôm này nhiều lắm,
giống như ông Chi Bất Cát Cô Ma Ra Bát Cát, ông được hoàng tử đem về nuôi mà không có giận thấy mặt đâu, cũng có thương chứ mấy không, nhưng mà chủ yếu không phải là máu mủ của mình, thì mình nuôi lúc nào đó thì mình cũng tìm đường cho nó đi, chứ để làm chi dướng tay dướng chân. Tình đời mình phải nhận mồ côi, muôn thở cũng là mồ côi nha. Thì ngày cuối Rama Kassapa khi mà hỏi có tu không, người nó muốn mới đem giao ngày trong chùa cho người đi tu, mới 7 tuổi rồi. Thì Đức Phật thì nhìn thấy người biết, người nhìn thấy Kumara Kassapa người biết, người nhìn thấy người biết, biết đây là những người, biết đây là một cái bậc đại nhân đã tu hành 100.000 đại kiếp. Cái thời gian tu hành ba la mật của ngài tương đương với ngài A Nan, tương đương với ngài Maha Ca Diếp, tương đương với ngài Upali, tương đương với ngài Câu Hy La, dễ sợ không? 100.000 mà, 100.000 đại kiếp Phật biết. Cho nên thỉnh thoảng đó, con một con cha một mẹ, cho nên thỉnh thoảng Phật được người ta cúng dường cái gì đó, cả nhà mới nói chứ với vị tỳ kheo nào gần người nó lấy cho Kassapa đi. Thì Chư Tăng mới hỏi Bạch Thế Tôn Kassapa nào, bởi vì nhiều Kassapa quá thì Đức Phật nói cúng ma là Kassapa. Cái chữ cúng ma đó đây nghĩa là child, là kid, nghĩa là trẻ con á, hả? Thì nhờ từ cái câu nói mà Đức Phật này gọi là Kumara Kassapa, hả? Cho nên từ đó nó mới là ngày có cái tên, có cái ngoại hiệu là Kumara Kassapa. Về sau đến 20 tuổi rồi, lớn thành thanh niên rồi, họ đại giới tỳ kheo rồi, đắc A La Hán rồi đi nữa ha, thì cũng vẫn được gọi là Kumara Kassapa. Thì vào một cái đêm khuya đó, lúc đó ngài đã thọ đại giới rồi đó, thì ngài vào ở trong một cái khu rừng tên là rừng Andhavana, có nghĩa là rừng người mù. Này tôi nhớ giải thích rồi còn nhớ không ta? Alo, tôi bị chờ cho anh chút, tôi ngồi tôi giảng mà tôi quên lấy ly nước. Ok. Thì cái rừng người mù là vào thời Đức Phật Ca Diếp có một cái ông cư sĩ, ông Đắc A Na Hàm, ông đi quyên góp để mà về xây bảo tháp Xá Lợi đó. Thì ông quyên được nhiều vàng lắm, để ông đi ngang cái khu rừng này nó gặp cái đám cướp, nó 500 đứa nó mới tràn ra, nó thấy ông vàng nhiều quá, nó mới giết ông và nó lấy số vàng đó. Nhưng mà nó không hề biết rằng nó vừa tạo một cái trọng nghiệp, có nghĩa là nó cướp vàng làm Xá Lợi, cướp vàng làm tháp thời Xá Lợi là cái tội nặng rồi. Cái tội thứ hai nữa là, tội thứ hai nữa là nó giết một cái vị thánh A Na Hàm. Hai cái tội này cộng lại là trong vòng nháy mắt, nó vừa ra tay nó giết cái vị A Na Hàm này xong thì tích tắc đó là cả đám 500 mạng đều bị mù lòa tại chỗ, và sau khi chết đó thì nó sanh về địa ngục. Mà trong thời gian mà nó 500 người này mà chưa chết thì nó cứ rờ mò mò trong rừng, nó sống rừng, nó thương tình, nó luyện thức ăn cho nó ăn, giống như một bầy chuột chù vậy đó, không thấy đường nha. Và từ đó người ta gọi cái khu rừng đó là khu rừng người mù, và cái tên nó kéo dài cho đến đời Đức Phật mình nha. Cái chuyện nó cũng lạ. Thì ở cái khu rừng này nè, ngày Kumara Kassapa vào trong đó người tu nha, người tu thiền, thì nó mới là gặp lại một cái người bạn xưa nha, gặp lại một cái người bạn xưa là một cái vị Phạm Thiên. Mà ở trên cõi Phạm Thiên á, người ta thương bạn, người bạn nó nhớ là không biết bây giờ bạn mình nằm đâu nha, cho nên là mới xuống, ổng mới đặt một cái câu hỏi rất là kỳ cục nha, một câu hỏi kỳ cục lắm, một câu hỏi mà toàn là hình ảnh không à, gò mối rồi cục thịt rồi thanh gươm rồi vân vân. Thì vị này nghe không có hiểu, thì ông Phạm Thiên ông nói nếu mà vua không hiểu thì vua tìm tới Đức Phật á, thì Đức Phật sẽ nói cho vua hiểu nha. Thì cái ngày mới đem nguyên cái bài kệ đó, ngày đến ngày trình lên Đức Phật, thì Đức Phật mới giải thích cho ngài từng điều nha. Thì sau khi ngài nghe xong, mình trở về người tu, người đắc A La Hán. Nhưng cái điều quan trọng của cái chuyện này là gì, là vì ngài đã nghe, ngài đã bắt đầu tu hành đắc chứng bằng một cái bài kệ mà toàn là hình ảnh ví dụ, cho nên khi mà đắc A La Hán rồi, ngài trở thành một cái người mà Đức Phật khen là đệ nhất Chitrakathi. Chitrakathi là sao ta? Chitrakathi là cái người mà nói chuyện bằng những cái ví dụ minh họa. À, là cái chữ tiếp Chitra có nghĩa là hình ảnh nha, illustration. Còn
Kathy là nói chuyện, Chitrakathy là cái người nói chuyện bằng những hình, những ví dụ minh họa, mà ngài là đệ nhất, ngài là vô địch ở trong chư tăng về cái khả năng này. Tức là thí dụ những vị khác mà giải thích về thiền quán, giải thích về thiền chỉ, giải thích về duyên sinh, giải thích về bốn đế, về thân giác chi, thì cứ lo giải thích số 5, số 7, số 3, số 8. Còn riêng ngài đó, mà ngài thấy mình mà chậm hiểu là ngài quăng ra một núi ví dụ luôn. Ngài này vô địch cái đó. Tức là ngài nói như nào mình hiểu được thôi, mà ngài to là ngài kể chuyện không mà. Bậc thầy của thiên hạ về cái tài này, cái tài là Chitrakathy nha. Cho nên là khi mà các vị tưởng tượng Đức Thế Tôn mình thành đạo năm 35 tuổi, rồi sau nó mấy năm á, rồi có ít nhất cái chuyện mà xảy ra đó, lúc mà Đề Bà Đạt Đa còn sống, rồi chia rẽ tăng, thì cái chuyện nó xảy ra khoảng chừng trong 10 năm đầu tiên, trong 10 năm đầu tiên sau khi thành đạo, nghĩa là thành đạo năm 35, thì cái chuyện mà người cuốn Ma Cát Bá xảy ra trong 45, lúc mà Đức Thế Tôn 45 tuổi trở lại nha. Như vậy thì cái vị này nhất là nhỏ hơn Thế Tôn 45 tuổi nha. Cho nên khi Thế Tôn tịch rồi thì vị này vẫn còn tiếp tục sống rất là lâu nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, nhớ cái chỗ đó. Giống như bà Quý Sa Kha đó, bà đắc quả trong lúc bà 7 tuổi nha. Mà bà trong kinh đó bà sống tới 120 tuổi, có nghĩa là Đức Thế Tôn gặp bà đó thì chắc chắn là lúc Thế Tôn gặp đó là Thế Tôn đã trên 35 rồi. Mà nàng lúc gặp ngài thì nàng mới 7 tuổi rồi. Cho nên nó là Thế Tôn niết, lúc mà Thế Tôn niết bàn rồi thì bà Quý Sa Kha phải còn sống lại một thời gian rất là dài, rất là lâu, nhớ nha. Và có những vị đại đệ tử cao độ Đức Phật tuổi thọ họ rất là dài, như ngài Bắc Cú La đó, ngài sống 160, ngài Anuruddha đệ nhất thiên nhãn ngài sống 150 nha, ngài A Nan, ngài Ca Diếp nè là sống rồi bà gì đó ta quên rồi, bà Gautami gì mẫu 120. À, bà Quý Sa Kha 120, còn những cặp cô độc thì yếu đi sớm, mà yếu nhất trong đó là nó là ngài Rahula thì có 40 mấy 50 là ngài tịch rồi nha. Ok, thì bây giờ chúng ta trở lại nội dung bài kinh. Thì ngài tôi đã dạo một vòng để cho các vị biết rằng ngài Kumarakaspa là ai. Thì lúc bây giờ đó có một ông vua tên là vua Tể Túc, ông không có tin cái chuyện kiếp trước kiếp sau. Ông chỉ tin cái gì mà ông thấy được, ông sờ chạm được, ông ngửi được, ông chứng minh được. Còn cái gì mà nó quá cái tầm mà nhận thức suy diễn tưởng tượng của ông thì ông bèn cho nó là không có nha. Nhưng mà dù sao thì ông cũng có một cái chút lòng kính mộ thương quý ngài, ông mới tới hỏi đạo nha. Ông nói thiệt với ngài, ông nói tôi không có tin trời đất gì hết, tôi không có tin kiếp trước kiếp sau, cái gì mà tôi không có sờ chạm, tôi không có nhìn thấy, tôi không có chứng minh được thì đối với tôi đó, cái đó là làm gì có nha, cái đó không có thiệt nha. Cho nên là ngài mới là ngài mới dùng nhiều cái ví dụ để mà ngài giải thích cho ông nghe. Các vị thấy đầu tiên nè, ông nói rằng đó là các vị con kính kinh, các vị thấy không? Lúc bây giờ vua Pajasi khởi lên cái tà kiến như sau, là không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thì ngát, không có quả báo. Ông nghĩ như vậy, mà đây là cách nghĩ của rất là nhiều người bây giờ, kể cả người Việt Nam. Họ cho chết rồi là hết, còn ba cái loại mà khuất mài khuất mặt thì đó là do người ta bịa ra thôi. Rồi còn thị ngát là do mình nghĩ, chứ còn làm gì có cái chuyện mà báo ứng nha. Mà có cái chuyện mà phủ nhận cái loại quá sanh thì theo tôi biết nhiều lắm, nhiều người họ tìm đủ cách để họ phủ nhận. Bây giờ họ nói mình đâu có cái bằng chứng nào để mà mình chứng minh là ma quỷ chư thiên có thiệt. Thì trong room này tôi không biết là những ai đang ngồi trong room này nghe nha, bây giờ và sau này ai là người nghe cái record lại tôi không biết. Tôi chỉ xin gửi chung cho những người mà nghi ngờ hoặc không có tin á một câu nói thôi nha. Nếu quý vị muốn tin cái gì đó thì quý vị nên dựa vào những cái bằng chứng nha. Chứ đừng có cuồng tin. Nhưng mà nếu quý vị muốn bác bỏ cái gì đó thì quý vị cũng làm ơn dựa vào những bằng chứng nha. Mình không có phải là em bé, mình và mình cũng không phải là những người sống trong cái thời mông muội bán khai mọi rợ ha. Cho nên mình cũng phải ít nhiều có cái đầu khoa học một chút nha.
Nếu mình muốn tin cái gì đến ra, mình cũng phải tìm, một cái cơ sở, một cái bằng chứng, một cái lý do nào đó để mà mình tin nha. Chứ mình đừng có tin ẩu, đừng có nhắm mắt mà tin, tin luôn cả những chuyện vô lý. Tuy nhiên mình muốn bác bỏ, mình muốn phủ nhận một cái chuyện gì đó thì mình cũng phải có một cái cơ sở, một cái nền tảng, một cái lý do cho nó ngon lành nha. Chứ còn theo tôi biết, có nhiều người tuổi trẻ hôm nay đụng đâu thì bác đó, cứ cho rằng làm như vậy để chứng minh, để thể hiện, để chứng tỏ mình là người có đầu óc khoa học. Ai chứ còn tôi đó là không bao giờ. Tôi tin ba cái hoàng xiên tầm bậy tầm bạ, cuồng tính, cái thứ niềm tin của đàn bà nha, cái thứ mà bà đâu tin đó, vân vân. Cho nên tôi nè, một người đàn ông, tôi nè là một người trí thức thời đại, tôi là một cái tuổi trẻ thời thượng, đời nào mà tôi đi có những cái niềm tin mà ba xu bốn cắt năm hào đó nha. Tôi tin cái gì là tôi phải có chứng minh, tôi phải có lý do hợp lý, tôi phải có bằng chứng đàng hoàng tôi mới tin. Mình tưởng mình nói vậy cho nó sang, nhưng mà mình quên một chuyện. Đúng rồi, anh muốn tin cái gì thì anh phải có bằng chứng, nhưng mà anh muốn bác cái gì anh cũng phải cho tôi cái bằng chứng chứ. Anh đừng có bác bỏ chỉ vì anh không biết là chết rồi nha. Chết rồi, mình không thấy con vi trùng thì điều đó không có nghĩa là con vi trùng nó không có nha. Mình không có nhìn thấy được những cái, mình không có nghe được những cái tần số, những cái làn sóng âm thanh mà người ta gọi là hạ âm đó, có nghĩa là cái decibel nó quá thấp, thấp đến mức mà chỉ có con chó, con cá trê, con cá heo nó mới nghe được, còn mình nghe không được. Thì những cái đó là không có. Có chứ nha, có chứ. Như con chó nó có thể phân biệt được mấy trăm mồi, mấy trăm mùi, mình không có phân biệt được. Mà nếu nó mà mình không phân biệt được mình rồi mình nói là nó không có thì cũng hơi kỳ nha. Ví như các vị tưởng tượng cái vali như vậy để ở thị trường, mình để mình không giúp mình ngửi 300 lần mình có nghe gì đâu. Chứ còn mình để một tép heroin trong đó là con chó nó nghe, nó ngửi, nó nghe, nó biết rồi. Thì cái thú giác của nó khác mình. Và những cái lần mà có động đất sóng thần ở ngoài là mấy con thú là nó nhốn nháo xôn xao, là nó di tản hết đó, nha. Còn con người mình nó tới phút cuối mình mới hay là sắp động đất, là đã động đất, đang động đất, đang sóng thần, đã sóng thần. Chứ còn mấy con thì nó biết trước hết. Có nghĩa là sao? Là cái khả năng cảm nhận sự việc của mỗi loài mỗi khác nha. Chư thiên, những loài khuất mặt khuất mặt họ có cái khả năng cảm nhận khác. Chúng ta là loài người, cái thân thể mình nặng nề, có máu, có thịt, có xương, có da, chúng ta còn rất nhiều cái rào cản sinh học nha. Rào cản sinh học nó không cho phép mình có cái sự bén nhạy của một số loài chúng sinh. Mà chính vì mình thiếu, mình cứ tưởng là cái gì không, cái gì mà mình không biết thì cái đó không có, thì nó hơi khờ nha. Chỉ khờ là xài hơi nhẹ đó nha. Cho nên cái ông này thì ông theo cái kiểu đó, cái gì mà ta không biết cái nó không có, nó mới sang, ông tính làm cho nó sang. Thì lúc bây giờ ông mới nghe người ta đồn đó là ngài Kumara Kassapa là cái người mà biết nhiều lắm, có thể giải tỏa nhiều cái hoang mang nghi hoặc về cái kiến giải cho thiên hạ. Cho nên là ông mới là tìm tới ông thăm, ông thăm rồi. Thì cái chuyện nó dài lắm, bà con tự coi đó nha, chứ còn bắt tôi đọc từng trang đọc cũng mệt quá đi nha. Tôi chỉ giảng cái chỗ nào trong đây cũng có thôi. Thì khi mà ông ngồi xuống nói ngài, nói tôi không có tin trời đất gì hết trơn nha, rồi ngài nghĩ sao? Thì cái ngày mới nói là không có được, không có như vậy. Cái gì có là mình phải thấy là có nha, cái gì không thì phải thấy là không nha. Vua đại vương á, phải biết mình chết rồi đâu phải là hết nha. Cuối đoạn năm á, đại vương phải biết rằng đâu chết rồi đâu phải là hết, phải có đời sau kiếp khác. Và những lời khuất mày khuất mặt nó cũng là những chúng sanh, nhưng mà trong một cái hình dạng, trong một cái hình thức tồn tại đặc biệt khác nhân loại một chút, nhưng mà thân điều đó không có nghĩa là nó không có. Còn những cái hành vi thì khác, là có thiệt chứ không phải là không có, nhớ nha. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, làm lành thì được vui, mà làm ác thì bị khổ, chỉ có thiệt. Thì ông vua ông nghe ông có tin, thì ngài mới ví dụ, ngài mới cho lần lượt cho ông cái ví dụ. Cái ví dụ một, chính con cái người này tào lao nè, cái người mà hỏi câu tào lao nè nha, mình không cần trả lời nha. Thì cái câu thứ nhất đó là, cái ví dụ thứ nhất đó là ngài nói rằng đó là phải tin có đời sau, tin có chết rồi không phải là hết.
các loại phước mạnh mà có thiệt nha. Các cái hành vi thiện ác nó cũng có quả báo chứ không phải là không có nha. Thì ngài mới ví dụ, trước hết ông này nói trước, ông kể ngày hỏi ông tại sao mà ông tin, tại sao mà ông nghĩ rằng là chết rồi là hết, không có quay trở lại. Thì ông nói rằng là ông có không biết ông nói cái chuyện nó có hay không, nhưng mà ít ra cũng đưa ra một cái câu chuyện, cũng là một ví dụ cũng xác đáng á. Ông nói là ông có biết những cái người mà chuyên môn gọi là sống gọi như là trời ơi đất hỡi chằn ăn chăn quấn ha, mà hung ác ha, dữ dằn bất thiện tội lỗi ha. Rồi ông có dặn họ là tôi nghe đồn là mấy người mà ác ôn như du vậy đó là chết là bị đọa nha. Cho nên là tôi dặn á, là khi nào mà mấy người mà bị chết á, mà người xa đọa cái người gì nên nhớ về báo cho tôi biết nha. Rồi ông kể chuyện đó, biết là chuyện nó có thiệt hay là ông bịa, nhưng mà ít ra tôi nhắc lại nó cũng ví dụ xác đáng, bởi vì ai cũng tin được cái chuyện nó có thiệt, ai cũng thấy rằng chuyện nó nếu có cũng có gì lạ nha. Thì ông mới dặn, ông nói rằng ông từng dặn dò những người mà ác ôn á, hoặc là những người mà hiền lành á, sau khi chết rồi có sanh về trời hoặc có bị đọa thì làm ơn về báo cho ông biết. Nhưng mà ông kể rằng ông kể lại ngài nó, tôi dặn thì dặn, nhưng mà những người đó sau khi họ chết là không bao giờ quay trở lại nữa nha. Thì chính vì cái chỗ mà tôi thấy bao nhiêu người ác họ chết rồi nói rằng họ bị đọa, chứ tôi đâu thấy ai nhắn tin cho tôi biết họ đang ở đâu. Rồi bao nhiêu người họ sống á, thì hiền lành nhân đức, tôi cũng dặn họ đủ điều á, chứ Trẩm dặn họ đủ điều, Trẩm nói là có đi về trời cũng nhắn tin cho Trẩm biết, nhưng mà cuối cùng có ai về nhắn tin đâu. Như vậy chính vì cái chỗ đó cho nên Trẩm thấy từ hồi bé đến giờ Trẩm chưa từng nghe, chưa từng thấy cái người nào mà chết rồi đi về báo tin cho biết là họ đang ở đâu á. Cho nên Trẩm cho rằng thiên đường địa ngục kiếp sau là không có thật. Trẩm cho rằng chết rồi là hết. Thì ngài mới kể cho họ nghe, kể cho ổng nghe những cái ví dụ. Thì ngài nói rằng nếu mà người ta về trời đó thì cái cơ hội mà người ta quay đó lại báo tin cho mình nó không có. Là vì sao? Là vì nhiều lý do. Thứ nhất là cái tuổi thọ của người ở trên cõi trời nó, chẳng hạn như cõi tứ thiên vương, một ngày đêm trên đó nó bằng 50 năm nhân loại. Cõi đau lợi đó thì một ngày một đêm nó bằng 1.000 năm của nhân loại. Mà cứ vậy đó thì các vị tưởng tượng, đối với họ cái thời gian mà họ sanh về trời là họ nhớ lại để mà họ quay về mà họ gặp lại thân nhân ấy, thì cái chuyện đó nó rất là khó, bởi vì nó trong cái tích tắc mà thôi, nhớ nha, trong cái tích tắc thôi. Các vị còn nhớ Việt Nam mình nó có một cái câu ở ngoài Bắc Ninh, nó có một ngọn núi tên là núi Lạng Kha, các vị còn biết không? Lạng là mục, mục ruộng á, mục là hư, còn kha là cái nhánh cây, nhưng mà nó cũng có nghĩa là cái cán búa, giống như bên Tàu mà nó có cái chuyện mà Việt Nam kha, nam mà nam là phía nam, còn kha là nhánh cây ở phía nam của cái cây cổ thụ. Việt Nam kha cái bất bình bừng có mắt dậy thấy mình tay không đó. Còn ở miền Nam ở không biết trong Trung còn nhớ cái chuyện đó không, là một cái anh đi thi, anh đi thi rồi anh mới cùng buổi chiều nó anh mới mệt mỏi, anh mới ghé vô bên đường nằm ngủ, anh mới bắt cái nồi anh mới kê cái gối nằm anh ngủ bên gốc cây á. Thì trong lúc anh ngủ có nằm mơ, anh thấy là anh được thi đậu, rồi được lấy công chúa, rồi ông gặp được nhiều công, rồi cuối cùng ông bị kẻ gian hãm hại, bị đem ra pháp trường xử trảm. Mà ông nhớ ông cái chỗ mà ông thi đậu mà ông về làm quan lớn ở làm phò mã đó, chính là của đất nước kêu là cái đất nước Nam Qua. Nam Qua thì ông cái tên đó, cái tên xứ vậy đó, thì cũng đợi bao nhiêu sung sướng, vợ đẹp con ngoan, rồi cuối cùng nó ra pháp trường. Thì lúc mà cái lưỡi gươm mà nó sắp lìa giúp, nó sắp cắt cái đầu ông, thượng hết hồn, nó hét một tiếng. Thì ông giật mình nó dậy, thì nắng chiều nó đã xế qua một bên rồi, chung quanh ông mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ, lá vàng vẫn rụng, gió chiều vẫn thổi, không có gì lạ hết. Có một điều hình ảnh mà đi nhất mà đập vô mắt ông lúc đó là một đàn kiến nó đang bò trên cái nhánh cây. Một đàn kiến nó đang bò trên nhánh cây, nó cái tổ chức cái quy củ, cái trật tự, cái hệ thống y như một cái đất nước vậy, một cộng đồng lớn vậy đó. Thế là ông giật mình, ông thấy không có gì đặc biệt ngoài ra một đàn kiến nó đang bò gần đó. Thì từ đó nó mới ra cái tích Nam Kha, tức là
từ một cái đàn kiến bò ở trên nhánh cây ấy, mà ông nghĩ ông nằm mơ thấy là cả một đất nước, là đất nước Nam qua. Rồi bao nhiêu cái nhục vinh thành bại, đã thất thù trầm danh hư tiêu trưởng cả một đời, cuối cùng nó chỉ là cái chuyện tào lao đó thôi. Còn cái chuyện Nam Kha, có cái chuyện Lạng Kha Việt Nam, là người ta kể cũng ám triệu phu người Việt Nam ở nên tử tỉnh Bắc Ninh á, anh đi lên núi đống củi, anh thấy cái hai ông già ngồi đánh cờ, cũng thấy cũng tò mò, cũng nhìn thấy hai ông già lạ quá đi, đẹp lắm, đẹp lão lắm, phương phi phúc hậu, mà bằng cờ nhìn cũng chói lòa, đẹp lắm, bằng đá quý, bằng vàng ngọc gì đó, đã khám nhìn cái hình ảnh nó lạ quá, biết cũng nhìn nhìn hai ông đánh cờ. Thì tới lúc mà ông nghe hai ông này nói ông kia nó thôi tối rồi về, ngày mai đánh tiếp, thì hai ông nói rồi cái hai ông biến mất. Thì anh ảnh mới nhìn lại thì cái cây búa mà anh cầm nãy giờ đứng anh coi nó đã mục cái cán rồi, có nghĩa là đã không biết mấy chục năm trôi qua rồi nha, có nghĩa là cái cán búa mà anh cầm trên tay á mà nó đã mục rồi. Cán búa bị mục thì tiếng Hán kêu là lạng kha. Và anh đem cái chuyện đó anh về anh kể cho người dưới làng lắm, nhưng mà khổ một nỗi khi mà anh trở về làng xưa đó, để anh kể lại cái chuyện là anh là tên gì, tên gì, tên Lê Văn Tèo, con của ông Lê Văn Tý nha, là làm nghề đốn củi, nói là hiếm người lắm, 100 người thì chỉ có 1-2 người biết, mà biết mơ hồ cái biết của một người già mà lú lẫn á, có người còn nhớ lại ra nó xưa có ông Lê Văn Tý có thằng con là Lê Văn Tèo, thì nó đi đốn củi thì sao đó rồi nó mất tích luôn mấy chục năm rồi nha, làng tự nó chết rồi nha. Thì từ cái đó nó lòi ra cái tích Lạng Kha. Thì trong kinh nó kể bà con nghe tích Nam Kha và Lạng Kha đó, bà con thấy cái loài chư thiên đó mà khi mà mình xâm về trời rồi, cái cơ hội mình quay trở lại thăm người thân nó hiếm lắm. Là vì sao? Là bởi vì cái tuổi thọ bên trời đến nó dài, nó lâu lắm, họ nghĩ về mình giống như họ nghĩ về mấy con mũi vậy đó, thì con mũi nó sống không có lâu, cho nên khi mà họ có thời gian họ nhớ lại mình đó, thì mình đã xong phim rồi nha, nhớ nha, nhớ cái đó. Họ lên đến nơi mà họ ổn định, mà họ ngồi yên, họ giữ nhớ lại mình là đã xong. Thứ hai, khi mà chúng ta mang một cái hình hài khác thì cái tâm tư tình cảm chúng ta cũng khác. Đây là một sự thật phũ phàng mà bà con phải nhớ nha. Bây giờ các vị rờ lại mình đi, tôi đang nói kệ thôi, các vị thò tay, các vị rờ, các vị bóp người quý vị đi. Đây là xương, đây là thịt ha. Cái này là cái bụng mình nè, đây là cái vai của mình nè, đây là bàn chân của mình nè nha. Thì khi mình sống mình còn bị nhốt trong hình hài này nè, thì mình có những cái suy tư, mình có những cái tâm tư, có những cái tình cảm mà nó hợp với cái hình hài đó. Cái thử mai này á, mình mang một cái hình hài mà mình không có tự sờ bóp được, nó như khối vậy đó nha. Mình có thể đi mây về gió ha, muốn đi đâu thì đi nha. Rồi nhìn thấu mọi việc, biển núi sông rạch cây cối tường gạch, mình nhìn xuyên thuốc suốt, đi đứng không trở ngại nha. Muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì có đấy nha. Cơ thể hoàn toàn nhẹ nhõm ha, nhẹ tênh, không có bệnh hoạn, không có cảm giác tê buốt nhức mỏi khó chịu, không có cảm giác buồn ngủ, không có cảm giác đói khát như là nhân loại. Thì trong cái hình hài như vậy thì cái tâm tư tình cảm của mình chắc chắn nó cũng khác đi nha. Cho nên nếu mà họ sanh về trời đó thì cái chuyện mà họ nhớ lại mình đó, nó có nhiều cái rào cản lắm. Còn họ nếu họ bị đọa đó nha, nếu mà họ bị đọa đó về địa ngục thì khỏi nói rồi. Thì ở đó là tối ngày cứ bị tưởng tượng lửa mà 300 độ là mình tưởng tượng nó kinh khủng cỡ nào, cái lò nướng 300 độ nha. Bây giờ các vị thử tưởng tượng mà nó là 30.000 độ rồi, các vị tưởng tượng nó còn cái gì nữa nha. Em kinh chỉ ví dụ thôi, có nghĩa là một chút xíu lửa bằng hột cải với địa ngục đó, một chút xíu lửa bằng hột cải thôi nha. Mình tưởng giả định là một cái ngọn lửa mà nó nhỏ bằng hột cải với địa ngục mà đem nó lên trên mặt đất mình á, nên nó có thể làm gọi là khô hạn và cằn cỗi cả một cái vùng đất trong suốt nhiều năm. Để các vị có thể tin hay không thì tùy, nhưng mà tôi thấy nghĩ nó nếu có cũng có gì lạ nha. Tức là nó nóng đến mức như vậy, đặc biệt là một cái đốm lửa nhỏ như cái hột cải mà đem lên mặt đất mình, nó sẽ khiến cho cái vùng đất đó bị khô hạn cằn cỗi suốt mấy chục năm trời. Nó nóng kinh hoàng như vậy, nó hủy hẳn tất cả mầm sống kinh khủng như vậy nha. Cho nên là khi mà mình bị đốt ở trong một cái ngọn lửa như vậy mà nó ác cái chỗ gì, do cái nghiệp nó khiến cho nên mình không có chết được, nó đốt cho mình nóng thê thảm như vậy, nhưng mình dứt khoát là không chết. Khi nào mà nó hết cái nghiệp rồi mình mới trở lên thì
mình biết nó nóng thiệt, chứ còn lúc mà dưới là nó đốt mình khờ luôn. Cho nên trong kinh nó những chúng sinh mà ở dưới cõi khổ nó lên cái tánh linh nó rất là thấp, là tại vì là mang thân người nhưng mà nó bị khổ lâu ngày đó, quá nhiều năm nó khờ. Có nhiều người khả năng nhận thức hiểu biết của họ nó hạn chế đến mức mà mình nhìn nó mình ngại luôn. Có nghĩa là cái khả năng suy diễn, tưởng tượng, hình dung, nhận thức của họ đó, nó nghèo mà coi như là nghèo đến mức khó tin nha. Hoặc là họ sống ù lì, họ chỉ biết gói gọn trong một cái không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của tình cảm, của gia đình, của vật chất, của cái không gian sống, của cái điều kiện văn hóa. Có nghĩa là họ có điều kiện gì đi nữa thì cái không gian mà tâm lý và không gian sinh học của họ nó rất là hạn chế nha. Cho nên cái người bị đọa hoặc là người mà đi về trời đó, thì cái cơ hội mà quay trở lại nhắn tin cho mình rất là ít. Đặc biệt là địa ngục là không có rồi, chỉ cõi trời thì may ra có cơ hội cho mình biết, mà cái khả năng rất là thấp. Trong 1 triệu nó chỉ có 1 thôi nha. Và ngài nói thêm là chư thiên đó, ngoài cái chuyện mà họ nhớ lại mình là mình đã chết rồi, nó còn có chuyện đó họ gớm mình vậy lắm. Họ gớm mình, họ coi mình là giống như còn tệ hơn đống rác nữa. Như chư thiên đạo lợi đó, trong đây nó chư thiên đạo lợi đó là họ gớm mình 100 vô từng đó, là họ còn nghe mùi của mình mà nha. Rồi. Rồi cứ như vậy các vị coi các ví dụ sao tôi không, tôi xuyên thì ngày mai tôi giải thích, còn hả tôi làm biến thì thôi nha. Nhưng mà hoàn toàn bài kinh này kia là nếu mà xuyên thì giải thích nhiều cái cũng thú vị nha. Còn không thì bà con ta coi tự hiểu lấy. Bởi vì tôi nhắc lại, có lẽ đây là bài kinh đầu tiên dài mà các vị nghe tôi có một cách nói rất là dễ dãi như vậy. Đó là bài kinh này bà con tự coi được. Có nghĩa là ngài kể nhiều câu chuyện để mà ngài giải thích cho ông nghe rằng cái chuyện tái sanh là có thật nha. Cái chuyện mà có đời sau kiếp khác, cái chuyện đó là có thật. Cái chuyện mà hành vi thiện ác nó cho quả báo, cái chuyện đó là có thật. Mà chỉ vì để soi sáng nha, cái tâm hồn của ổng mà ngài đã kể liên tục nha, rất là nhiều cái hình ảnh ví dụ nha. Sau khi mà ngài kể xong đó, thì ổng phát cái tín tâm, ổng phát nguyện trở thành một người Phật tử. Tuy nhiên vấn đề nó cuối bài kinh nó lại lòi ra một vấn đề rất là lớn. Đó là tin thì tin, nhưng mà tin rất là yếu, tin cho có vậy thôi nha. Có nghĩa là ông nghe nói làm phước thì được phước, làm tội thì bị tội. Cho nên thôi bây giờ ông mới xuất kho, ông thì vua mà, ông xuất kho cho người ta mỗi ngày làm phước. Làm phước giùm ông tiếp tục là ăn chơi rượu thịt chè chén, giai nhân mỹ tử bình thường. Chỉ có cái chuyện là ông bây giờ là ông có tin ít nhiều, thì mới ngày ông cho người xuất của kho ra nó để mà thay mặt ông nó làm phước bố thí cho mấy cái người tu hành, mấy cái người mà già trẻ, già cả cô nhi cơ nhở đối khổ nha. Làm như mà ông lâu lâu xuống hỏi con cái rồi chùm lên chùm mền tiếp tục, ông không biết gì hết, lâu lâu xuống hỏi con cái vậy thôi. Thì cái người mà đại diện ông làm việc đó đó, tuy là làm giùm nhưng mà họ làm bằng tất cả tâm hồn, tất cả cái tính tâm, tất cả cái niềm tin, tất cả cái lòng từ bi thương người. Cho nên cái người mà làm giùm mộng mà chết rồi được sanh về cõi đau lợi, tức là cõi dục thiên cao đó. Còn riêng ông Ba Gia Xí này, ổng đồng ý, ổng có tin tưởng ít nhiều, có. Rồi ổng có gián tiếp làm phước, có, chuyện đó có. Nhưng mà chính vì ổng quá hờ hững, quá là sơ sài trong cái chuyện mà làm thiện nha. Cái tâm nó không có gắn bó, nó không có gắn khích. Cho nên á, ổng chết rồi đó, ổng mới sanh vào trong một cái tòa lâu đài bỏ không. Lâu đài bỏ không là sao ta? Là khi mà quý vị làm phước, đủ cái phước để về trời đó, thì trên đó nó sẽ xuất hiện một cái tòa lâu đài sẵn bằng vàng, bằng ngọc gì đó, để mai này các vị về các vị ở. Tức là cái lâu đài nó xuất hiện trước rồi quý vị xuất hiện sau. Có trường hợp đó, đó là trường hợp của Nam Đi Giác. Để ghi cho ông Thẩm ghi là quý vị mới bị không biết cái đó ông ở trong cái tích nào, người ghi cho Nam Đi Giác nha. Nam Đi Giác. Rồi. Tức là ông làm phước ở đây nhiều đến mức mà nó xuất hiện một cái lâu đài bằng vàng nên đó, mà chỉ riêng biết là cái này sẽ dành cho ai.
Còn trường hợp thứ hai đó là khi nào mình lên trên đó nó mới có nha, lên trên đó nó mới xuất hiện. Và một cái trường hợp thứ ba là có khi mình làm một vị trời, một vị tiên gì trên đó đó, mình vừa chết thì cái lâu đài nó cũng biến mất theo mình, vì mình là khói, nó cũng là khói. Nó được gọi là vàng bởi vì khi mình còn sống nó chói rực như vàng, đúng, nó còn vàng thiệt. Nhưng mà nó phù du ở chỗ là nó có do cái phước của chư thiên á. Cho nên cái vị chủ nhân mà mất rồi thì nó cũng biến mất. Nhưng mà nó có trường hợp thứ tư là cái vị mà đó nó do cái cách làm phước của họ. Nếu mà họ còn có cơ hội trở lại nha, cái này phải ghi, cái này phải ghi ra chữ. Nếu vị trời đó còn cơ hội trở lại thì khi mạnh chung nó vẫn còn đó để vị này tái sử dụng. Không biết trong rừng mình nghe hiểu không ta? Alo, nếu mà vị trời đó còn có cơ hội trở lại đó thì khi mệnh chung với nó vẫn còn đó để mà vị này tái sử dụng. Nhưng chính cái phước mình nó đã xếp như vậy đó, chứ mình cũng không có liệu, chính mình không biết, nhưng mà chính cái phước báo của mình nó sắp xếp như vậy. Thì thời Đức Phật có một vị tỷ kheo tên là Gautama Bát Tí. Nha, Gautama Bát Tí. Trong kinh Châm Vị Đan. Gautama Bát Tí. Đây là một cái vị mà rất là sớm. Các vị còn nhớ đó là trong nhóm còn nhớ là Đức Phật lúc ngày mới thành đạo thì có một thanh niên tên là Giá Xá đã tìm đến với ngài. Các vị còn nhớ đó không? Các vị còn nhớ đó không ta? Cái vị này đã đi xuất gia trong một đêm tối. Vị này cũng có ba tòa lâu đài với một tất đạt vậy đó, rồi đi xuất gia rồi cả nhà cũng đều đắc quả hết. Thì trong nhóm bạn thân 54 người của vị này này có một cái người tên là Gautama Bát Tí. Gautama ở đây có nghĩa là con bò, Bát Tí là chủ. Nghe Gautama Bát Tí nó có nghĩa là chủ. Gautama Bát Tí nó bằng với là Govinda nha. Mấy trong rừng mình còn nhớ cái kinh này không? Cái kinh mà Govinda này bữa không giải kinh đại điển tôn đó. Thì cái chữ Govinda này nó là con bò chúa, mà nó cũng có nghĩa là chủ cái trại bò. Còn ở đây cái Gautama Bát Tí cũng vậy, có nghĩa là đây nó chỉ có cái nghĩa là chủ trại bò thôi nha. Thì cái đó là cái tên, nhưng lại sẵn tôi muốn cho quý vị biết thêm từ mới vậy. Thì cái vị này là nằm ở trong cái nhóm bạn của tỳ kheo Giá Xá nha. Có nghĩa là vị này nó là tính theo tuổi đời là cũng lớn dữ lắm, mà cũng cái tầm tầm mà cỡ Đức Phật chứ không có nhỏ đâu nha. Thì vị này đất xuất gia đắc A La Hán nha, xuất gia đắc A La Hán. Mà trước khi mà làm người có cái tên là Gautama Bát Tí thì vị này là một vị tiên ở trên cõi, vị tiên ở trên cõi Tứ Thiên Vương nha. Mà khi vị này là chết để sanh xuống cõi người đi xuất gia thành A La Hán, thì trước khi đó khi là vị này chết thì cái lâu đài đó nó vẫn còn nằm ở đó, không có mất, là bởi vì chính cái nghiệp báo của vị này khiến như vậy. Tại vị này còn cơ hội trở lại, mà trở lại lúc nào? Nghĩa là khi đắc A La Hán rồi, buổi trưa mà ngài muốn nghỉ trưa đó thì ngài mới bay về trên đó. Ngài bay về trên đó thì nghỉ trưa, chỉ nó lạ như vậy. Và các vị có thấy trong kinh gì ta? Trong kinh Tường Bộ có nói thế này là cung điện trống không của Seri Sakka. Biết các vị có thấy cái cuối kinh, các vị có thấy không? Cung điện trống không của Seri Sakka. Đây là một cái hiểu lầm rất là lớn.
không phải là cung điện trống không của Sarisaka, mà là cái cung điện mang tên là Sarisaka. Vì phía trước cái lâu đài này nè, có hai cái cội cây Sirisa rất lớn, cho nên chư thiên họ mới gọi cái lâu đài đó là cái lâu đài Sirisaka. Nhớ nha, cái lâu đài này chính là của ngài Gautama Tiên Kiếp trước. Rồi cái ông vua Ba Gia Xí này nè, khi mà ông chết rồi ông về Tứ Thiên Vương, ông không có chỗ ở, cái phước ông nó đủ để làm một vị trời Tứ Thiên Vương mà không có chỗ ở thì ông thấy lâu đài này còn trống, thì ông mới vô đó ông ở nha, ông mới vô đó ông ở. Thì ngài Gia Quan Bát Tí buổi trưa đó mà ngài lên trên đó, đó lúc này ngài già lắm, là cái tuổi ngài cũng tầm tầm với Phật, còn nhỏ hơn chút xíu rồi. buổi trưa thì ngài lên trên đó đó, buổi trưa thì ngài lên trên đó đó, ngài mới là thấy, buổi trưa lên đó ngài thấy cái ông này ở trong đó, ngài mới hỏi ngài hỏi ở đâu đây mà tới đây. Ngài mới nói là con là xuất thân là vua Ba Gia Xí dưới cõi người, con có tài kiến, nhưng mà con nhờ ngài Kumara Kassapa ngài thuyết pháp, cho nên con bỏ được cái tài kiến đó. Nhưng mà do con làm phước cái kiểu mà xì xìu ảnh ảnh, cho nên bây giờ con cái phước con là chỉ đủ để về Tứ Thiên Vương thôi, nhưng mà con không có đủ phước để có cái lâu đài riêng, thì con thấy chỗ này trống thì con ở. Thì ngài nói trong chú giải mới nói là ngài mới với cái thiên nhãn, ngài nhìn thấy một cái lâu đài ở ngoài sa mạc á, sa mạc ở trên mặt đất mình nè. Ngài có nói, ngài nói ở đó đó, chỗ sa mạc đó 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 đó, chỗ đó Sahara, sa mạc Gobi gì đó, có một cái tòa lâu đài cũng bằng vàng, mà nó rất là vừa, nó hiện giờ nó đang là vô chủ, nhưng mà nó rất là vừa với cái công đức của ông nha. Ông về đâu mà ở, thay vì ông ở đây ông chỉ là người ở tạm thôi, nay mai tôi niết bàn rồi thì nó sẽ không còn nữa, trong khi ông về kia thì ông ở luôn. Biết trong trong hiểu không ta, nay mai tôi viên tịch rồi thì nó sẽ biến mất. Đúng rồi, mới nghe kịp không? Thôi thì bây giờ có cái lâu đài dưới kia đó, dĩ nhiên ở dưới cõi người nó thấp thiệt á, nhưng mà cái phước của ông á đủ để mà take care nó, đủ để mà handle nó nha. Còn cái lâu đài này tuy nó nằm ở chỗ này bảnh thiệt á, nhưng mà nay mai mà tôi mà chết rồi đó là nó cũng mất tiêu luôn, lúc ông ở đâu. Đúng rồi, còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Cho nên là sau khi mà ngài dặn dò như vậy rồi đó, thì thời gian sau là ngài niết bàn, cái lâu đài nó biến mất. Còn riêng về cái ông Ba Gia Xí này thì nó ông đi về một cái lâu đài bỏ hoang ở ngoài sa mạc, mà sa mạc cõi người ấy nha. Tuy là bởi cho nên quý vị nhớ nha, chư thiên cõi Tứ Thiên Vương mang tiếng là cõi Tứ Thiên Vương nằm trên cõi người, nhưng mà thực tế đó, trên cái mặt đất của cái cõi nhân loại mình nè, trên mặt đất của cái hành tinh này nè, vốn có rất nhiều cái vị trời thuộc cái hội chúng Tứ Thiên Vương, có nghĩa là cái quốc tịch của họ đó là quốc tịch Tứ Thiên Vương, nhưng mà họ định cư lâu ngày dài hạn ở trên cái cõi nhân loại này, mặc dù quốc tịch họ là quốc tịch trên kia thì chuyện rất bình thường. Hôm nay tại Sài Gòn có rất là nhiều người mang cái quốc tịch nước ngoài, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Nhật, nhưng mà họ vẫn đang sống ở Việt Nam và sẽ già đi rồi chết đi trên mảnh đất Việt Nam, chuyện nó không có gì lạ. Nhưng khi nào đụng chuyện thì họ chạy ra cái lãnh sự quán hay là cái đại sứ quán của cái nước họ đó, cái nước mà cho họ cấp họ cái passport đó, họ ra nó cần kiếm cái sự can thiệp giúp đỡ gì đó tôi không biết, nhưng mà bình thường họ vẫn sống ở đất Việt Nam. Nên quả trời thì không có cái chuyện mà cần can thiệp, không có cơ sở đại diện thì không có. Nhưng mà ít ra theo trong kinh nói, hễ họ là cái người thuộc về cõi Tứ Thiên Vương thì họ vẫn phải làm việc, họ phải sống tuân thủ theo những cái quy định mà ngặt nghèo chặt chẽ khắt khe của chư thiên cõi Tứ Thiên Vương. Thí dụ như nếu họ là dạ xoa, tức là quỷ đó, dầu họ sống ở nơi nào đi nữa thì họ vẫn phải tuân thủ cái quy định của vua Quế Sa Văn Á đó.
có nghĩa là không có bừa bãi tấn công loài người nha, bởi vì họ là dạ xoa mà. Chứ còn nếu mà họ muốn tấn công loài người một cách dễ dàng thì người ta sống đời sao nổi với họ nha. Ví dụ như vậy, trong kinh nói mỗi dạ xoa như vậy nó được giao cho một vùng đất thôi, chẳng hạn như là cái vùng tam giác quỷ Bạc Muda, mấy trong rừng mình biết đó không ta, trong rừng có nghe đó không? Trên thế giới nó có những cái vùng đất mà tàu bè máy bay mà lọt cái trong đó là mất tiêu, không có dấu vết, mà cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Thì khoa học hôm nay thì người ta giải thích tùm lum hết, nhưng mà đó mình không phải là cái chuyện mà chúng ta nói đến ở trong cái room này, mà tôi chỉ gợi ý cho bà con nhớ là trên thế giới này nó có những cái vụ biến, vụ mà bí mà mất tích rất là bí ẩn. Có ở những cái vùng đất như bên Trung Quốc đó, nó có một cái vùng đất mà ở tương gia giới đó, là khách du lịch chỉ đi đến vùng ngoài với vô trong đó, thì có một những cái vùng rất là đặc biệt, nó chỉ có một vùng nhỏ đó thôi, lúc nào cũng sương mù hết, mà mình bước vô trong đó là mất tiêu. Nó lạ là một cái những bên Cali nó có một cái vùng đất sa mạc lạ lắm, là đứng ở ngoài nhìn vô thì thấy xương thú rất là nhiều, người đều vô đó là chịu ngõ đi ra bởi vì trong đó có những khí độc, mà chỉ có vùng nhỏ đó thôi. Bên Nga cũng vậy, trên cái ngọn đèo Đi Lăng bên Nga cũng có trường hợp đó. Và chúng ta cũng biết là bên cái hồ Phà Bà Dương bên Trung Quốc, bởi các vị để lại China Bermuda Triangle cũng có trường hợp như vậy nha. Và hôm nay lịch sử hàng hải thế giới cũng cho ta biết có nhiều cái trường hợp mà tàu biển người ta bắt gặp trên mặt đại dương những người con tàu ma, là sao, là có những chiếc tàu mà cái số hiệu của nó còn mới tinh và nó cứ trôi dạt như là không có người điều khiển, thì cái số những cái tàu này mới cho người tiếp cận nhảy lên thì thấy cái gì các bạn biết không? Trên đó mọi thứ đồ đạc còn nguyên, cái ống bếp hút thuốc nó còn nằm nguyên vẹn trên bàn, một cái bữa ăn đang dở dang, rõ ràng là dở dang, nhưng mà không biết vì lý do nào mà tất cả thủy thủ đoàn đều biến mất một cách bí ẩn và gọn gàng, phải thêm chữ gọn gàng, bởi vì không hề có dấu hiệu tấn công hay là chống trả, không hề có, mà chỉ có một chuyện là vì một lý do gì đó mà toàn bộ đều biến mất trong một thời gian ngắn nhất như có thể nha, mà không có cái dấu hiệu tấn công hay là chống trả, mà họ ra đi một cách rất là gọn gàng, sạch sẽ, mau chóng. Thì đó là cái kiểu mà chúng tôi được biết, giống như trong kinh mô tả về dạ xoa đó, cái kiểu đó đó, tức là họ lên lại với cái thần thông họ là hốt từng em mà xử lý từng em, và với cái thần lực của họ thì không có một cái sự chống trả nào, nhớ nha. Thì đó là những cái chuyện mà mình có thể không tin, nhưng mà tôi chỉ gợi ý như vậy thôi nha. Thì cho nên là mang tiếng là thành cõi người, nhưng mà ở đây cũng là cái chỗ mà định cư dài hạn của rất là nhiều vị thuộc cái thế giới tứ thiên vương. Đây là tình kinh rất là độc đáo ở chỗ là chúng tôi không có thèm giải thích, là vì nó dài thâm thẳm mà nội dung thì bà con đọc rất là dễ hiểu. Chẳng hạn như trong đây có nói là ví dụ, một cái ví dụ rất là đẹp đó là ông hỏi ngài thì mình làm phước mà mình muốn mau hưởng phước, mình có thể tự sát để cho cái phước đó nó trổ quả liền được hay không? Thì ngài nói ví dụ ổng một câu chuyện, ngài hỏi ông vậy chứ cái chuyện đó nó giống như là một cái cô vợ bé mà đọc cái di chúc của chồng á, là gia tài này sẽ thuộc về cô nếu cô sanh con trai, mà bởi vì nôn nóng muốn giành tài sản với bà vợ cả cho nên bà đã thiếu kiên nhẫn, cho nên cái bụng của bà mới cái lúp lúp mấy tháng, bà tự rọc cái bụng để bà môi với coi trong đó là con trai hay gái để mà bà cãi lộn với bà vợ cả. Thì cái việc tưởng tượng cái hành động đó nó quá ngu mà nó quá là nguy hiểm nha, không thể nào một người mà tự rạch cái bụng mình ra được, chỉ nó không, nó đâu rất là bậy, bởi vì cái đó là chỉ có thể làm trước mặt bác sĩ mà trong bệnh viện, trong phòng mổ thôi, chứ ngoài bệnh viện, ngoài phòng mổ, ngoài cái tầm tay của bác sĩ thì cái chuyện mà cái bụng mình nó bị rách nó là cái chuyện rất là nguy hiểm nha. Mà bây giờ chỉ vì cãi lộn với bà vợ cả muốn chứng minh trong đó là trai hay gái mà cô vợ bé phải rạch cái bụng để mà xác định đó là trai hay gái thì cái chuyện này nó quá bậy. Cũng vậy, nếu mình làm phước mà mình muốn đi sớm rồi mình tự sát mong là cái quả nó trổ thì chuyện tào lao, là bởi vì mỗi một cái lần mà mình tạo nghiệp á, cái tâm lực mạnh yếu khác nhau, có những cái nghiệp nó phải 5 kiếp 10 kiếp 80 kiếp 800 kiếp nữa nó mới trổ quả, có những cái nghiệp mà mình làm buổi sáng là buổi chiều nó có quả nha. Chẳng hạn như những hành động phước đức mà đặc biệt, những cái hành động tội lỗi mà đặc biệt thì nó phải trổ quả trong vòng một ngày.
có khi là làm tuổi trẻ trung niên nó mới có gặt quả, có trường hợp làm tuổi trẻ mà tuổi già mới gặt quả, có trường hợp làm thì trung niên mà tuổi già mới hái quả, có trường hợp làm kiếp này nó kiếp sau mới có quả, có trường hợp làm kiếp này mà 800 kiếp sau mới có quả, chị mình cũng có biết nha. Cho nên là người dùng những cái dụ rất là độc đáo, và những cái đó không có gì mà nó ngoài cái khả năng hiểu bà con hết. Cho nên tôi làm biết, tôi không có giải thích nha, lâu lâu mình phải động não một bữa chứ. Ăn thì giống nhau mà suy nghĩ thì bắt người ta suy nghĩ về mình là sao. Rồi xin hẹn lại bà con ngày mai, chúc quý vị một ngày vui, nhưng mà nhớ đọc kỹ cái bài kinh đó một chút nha. Dạ rồi, chúng tôi đang ở Dallas ngay bây giờ, chúng tôi phải rời cái trú xứ này để đi đến một cái nơi khác hơi xa 40 phút. Dạ rồi, xin chào quý vị.